một tổ chức bảo tồn cảnh báo khi các nhà nghiên cứu đang chạy đua sử dụng dầu chiết xuất từ cá mập để sản xuất vaccine. Việc phát triển vaccine COVID-19 trên quy mô toàn cầu có thể tàn phá quần thể cá mập trên toàn thế giới. Squalene là một hợp chất được chiết xuất từ gan cá mập, có tác dụng dưỡng ẩm và có trong hầu hết các loại mỹ phẩm. Hợp chất này cũng được sử dụng trong điều trị vaccine sốt rét và cúm nhằm tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch. Tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bảo vệ cá mập dự đoán khoảng 500.000 con cá mập có thể bị giết nếu như vaccine COVID-19 sử dụng hợp chất Squalene từ cá mập. Theo nhóm này, ước tính có khoảng 2,7 triệu con cá mập bị giết hàng năm để lấy hợp chất Squalene làm mỹ phẩm. Vấn đề là nếu Squalene được sử dụng như một thành phần trong vaccine COVID-19 sẽ được coi là chất không thể thay thế, và khi được thử nghiệm, nó trở thành thành phần bình thường và không có chất nào khác sẽ được thử nghiệm. Có nhiều lựa chọn thay thế Squalene từ cá mập như dầu ô liu, đường mía, mầm lúa mì, vi khuẩn và nấm men. Theo Tổ chức Bảo vệ Cá Mập, bản chất hóa học của hợp chất Squalene từ cá mập không thể phân biệt được hiệu quả sử dụng trong vaccine. Tuy nhiên, hợp chất Squalene từ cá mập là một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà sản xuất vì có chi phí thấp và mang lại số lượng lớn hơn so với các lựa chọn thay thế. Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, đã có 193 vaccine COVID-19 được đánh giá lâm sàng và tiền lâm sàng. Ít nhất 5 trong loại này có hợp chất từ Squalene.